nhiều quá ta. Wow. Trời ơi, có anh định trộn mà. Anh định trộn cái thao cơm này. Phê dữ. Hello, xin chào tất cả anh em. Thì tôi thấy cái vụ mà ăn uống sạch sẽ, thao bánh tráng trộn là tôi thấy ok nhất. Bởi vì hôm nay tôi quyết định sẽ là một mâm cơm chiên Dương Châu khủng lồ. Và sẽ là tất nhiên là ăn uống đàng hoàng sạch sẽ. Cảnh tỉnh một cái đi nha. Em nhét chưa vậy cho nó khỏi nói nhiều. Cái ngồi nó cười. Anh Quang anh bị cái thuốc gì đó, anh căng động lắm. Còn ngay bây giờ anh em hãy đăng ký kênh của anh Quang Victory. Cảm ơn mọi người. Và anh Định mà anh Định mới tạo kênh, anh em hãy qua đó đăng ký ủng hộ cho anh. What? Ngày tạo chục cái kênh mà. Tạo gì chắc tôi bấm đăng ký ngay tay luôn á. Còn một kênh nữa đó nha, đó chính là kênh của chị Tường V. Anh em hãy đăng ký cho chị V ủng hộ. Còn một kênh anh Tuấn là kênh gì nè? Đúng rồi, có kênh nha bạn. Hơn 500 người đăng ký nha. Ok, thôi bây giờ tôi sẽ chia mì ra. Anh Quang làm lạp xưởng đi. Tại vì anh Quang, anh ấy thích lạp xưởng lắm. Ok, chị Vi thì tôi sẽ giao cho luộc cà rốt, cắt cà rốt. Anh Định thì sẽ cắt chảo lụa đi. Rồi anh Tuấn sẽ chiên trứng, cắt ra. Còn bây giờ tôi sẽ đi nấu một cái nồi cơm khổng lồ cho anh em coi. Hôm nay tôi lựa một loại chả này cực kỳ ngon nha anh em. Một ký là 250.000 luôn. Thì tôi mua nửa ký là đủ làm một cái nồi cơm chiên khổng lồ rồi. Tôi làm rất là nhiều món, là chả lụa, lạp xưởng, trứng, rồi cà rốt, rồi đậu que. Bây giờ anh Định sẽ làm thử cắt cho mọi người coi. Ủa? Sao mình không tháo cái bịch ra? Các chị em mình đang ra giống như xúc xích da. Ồ. Ủa? Ai vậy, có quen không? Anh Định sắc nè. Ồ. Á, chào lụa này ngon lắm à. Để tôi test thử. What the fuck? Trời ơi, thơm cực kỳ luôn. Nè, bê test thử đi. Anh đứng là hoài vậy? Để em sắc cái tay luôn bây giờ. Mày làm cái gì vậy? Em chứ không có nội, mỗi đêm được luôn, nấu nước sôi được mà. Cái bình này là nấu nước sôi của làm cái gì? Mày đổ lạp xuống cho đây. Có thú lên rồi bây giờ sao chùi? Oh no. Cái thằng Hoàng này phá quá. Kỳ là vậy, làm cái dài cho mày biết tay. Hộp lầu bự. Anh Định sắc rất là đều luôn nha. Nhìn rất là ngon miệng luôn. Còn bây giờ chị V sẽ sắc tới cà rốt. Bào trước chưa sắc. Tôi là tôi chỉ chịu trách nhiệm đi giám sát các anh này làm việc thôi. Chứ mà bây giờ tôi mà vô làm đâu là một lát có banh chành. Chị V đang bào cà rốt nha. Nước sao đù quá trời vậy? Sao biết được? Chắc tại mình đang cắt cái chảo lụa nè. Nó nghe mùi nó bay tới. Nghe là đùi đi chứ đùi vậy không được đâu. Không lẽ tôi là dũng sĩ gì của ta? Ok. Để anh xuống thử. Hả? Mày đi đâu vậy? Đi ngay luộc. Ê! Sao vậy? Tao thấy con rùa trên đầu mày kìa. Cái gì vậy? Thấy con rùi. Ở đó ông chỉ anh liền. Chỉ anh đập rùi đập liền nha. Chớ. À đúng rồi. Rùi là phải đập. Ê! Shit! Cái gì vậy? Rùi. Rùi đâu đây? Chị thấy con rùa mà. Rùi đâu đây? Bây giờ anh Tuấn, anh sẽ làm chiếc chiên. Hả? Ở đây là tôi mua 5 cái hộp dịch. Rồi làm việc đi, giờ không về nhiều chuyện hả? Oh shit. Hả? Tấn đập vô nè. Wow. Trời ơi, cái lòng đỏ nó bự kìa. Cái này mà mình đánh lên, mình làm ốp lết. Cái sắc 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 ra. Ăn với cơm chiên là hết bài luôn. Tôi vừa mới sắc hết chả lụa. Bây giờ tới Tuấn này bánh trứng anh em. Món chay anh em. Món chay hả? Của lão thái gia. Ôi thôi, nhiều quá. Nghiệp kìa anh em. Ủa này một nêm nha anh em. Ủa nêm mới thôi nha. Nêm để nước mắm nó ngon. Đây. Đó. Nước đâu anh? Ủa? Anh Đức hả? Ông đang tắt kìa ở dưới nãy giờ kìa. Đang đập rồi. Tại vì công việc của tôi nó hơi dơ dái xíu nên tôi không có được giao cái dòng trách nào trong cái phần nấu nước cho anh em. Anh em thông cảm cho vậy. Tuấn khỉ. Sẽ chiên trứng cho anh em xem. Đầu tiên là bật bếp nè. Như là kiến thức cơ bản là phải có dầu ăn. Để dầu nóng nè anh em, bỏ trứng mới được. Ok, để dầu nóng nha, đó, đi pha lan vậy đó, pha lan vậy nè. Cho nó chiên cho nó cả. Ok anh em, giờ Định đang làm trộn cơm nha anh em. Nhìn là thao tác được chuyên nghiệp giống như trong ngành đầu bếp ra nè. Định trộn có nhớ. Trộn cơm như trộn chấm heo. Đó, bây giờ mình chấm này vô. Chưa có luộc mà mày điên hả? Không thì thôi, biết mà. Tao không bỏ đi, tao bỏ đồ phộng được không? Tao bỏ một cụm. What the fuck?
rồi, cần muối. Đó. Ngon ngon ngon. Quá ngon. Đó, chiên nhiều. Rồi. Ủa sao không bỏ hết luôn đi? Thôi bỏ hết, chiên sao được? Chiên cái sống phần trên Thảo. Ok ok. Wow, thơm quá anh em ơi. Đó. Đó, chỉ một cái xíu cho mặt lại. Đó. Đó. Wow. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp. Rồi thì chúng ta hoàn thành rồi anh em ơi. Bây giờ tới anh Tuấn sẽ giúp tôi viên lạp xưởng. Ok. Yeah. Anh biết là tôi không có tài. Anh Tuấn thì chờ người bây giờ anh Tuấn đó. Thấy anh Tuấn được. Ok, dầu là màu vàng. Đây, dầu vàng. Gì vậy mà? Anh đang chạy chạy mà. Ủa? Lộn lộn, chai dầu ở đây. Lộn màu. Đúng rồi, bỏ vô đi. Hả? Đó anh em, hiện tại ở đây rất là nóng nha anh em nha. Đó, đó rồi, em xem. Đó, nước lửa 200 anh em nha. Còn tới phần hai phần cuối cùng là luộc anh em. Luộc đó. Luộc sao cho luộc cho tao nha. Ok. Mày ơi, mày ăn trước, đà rốt vô sau. Tại đà rốt lâu chín, bây giờ nó trộn chung đây luôn rồi. Ủa, tính là tôi kêu trộn luôn anh em. Thành ra tôi phá luôn. Đấy, có gì vậy? Cái gì? Sao? Thì vì đã rửa tay xong, bây giờ mới sẽ cắt trứng và đặt tử mọi người. À, mấy cái mà sắc sắc này á là tôi chỉ dám giao cho con gái thôi, chứ mấy ông nội kia mà vô sắc cái nhìn cái ghê. Bây giờ mình sắc hộp lụ hay sắc dài dài? Mình sắc dài dài đi, trứng mà. Rồi một lát nữa mình sắc lạp xưởng á thì mình sẽ cắt hộp lụ. Đây lạp xưởng đây, trời ơi thơm phức luôn. Lạp xưởng là tôi cũng mua lại xịn luôn, hôm nay đãi đem ăn một bữa cực kỳ ngon đó. Chị Bi đang sắc nha. Nhìn hấp dẫn quá về ơi, trứng thơm lắm nha mọi người ơi. Té thử tét hoài đi xíu hết cái nồi của công nhận anh Tuấn chuyện trứng cũng ngon thiệt. Chị Bi chứng xong trứng rồi nha. Bây giờ tới lạp xưởng nhiên. Hả? À, con gái mà sắc lạp xưởng hấp dẫn quá. Hạt lựu nhiên mọi người. À, hạt lựu nha. Hạt này là hạt lựu hả? Sao hạt lựu mà hình gì lạ vậy ta? Hình này là hình tam giác ta. Lựu tam giác. Bỏ cái bữa cái rồi. Nè, em mới đập cho nó nhỏ đây nè. Nhỏ tất cả các món ăn sáng giờ team tụi tôi thực hiện nó ra hoàn thành hết rồi. Đây một thau cơm, anh em thông cảm cho tôi đi, tại vì á cái nồi cơm này nó bự quá, mà ở nhà tôi thì không có cái chảo nào mà để chiên được á. Thì bây giờ tôi sẽ làm cơm trộn dương châu. Đây bây giờ vô hả? À, anh định rồi, nó đeo tay rồi nha. Bây giờ đậu trước rồi. Ok, đậu vô. Anh định là tiếp tục công đoạn trộn trộn bắp bắp. Tại vì anh định anh có khiếu trộn, hôm bữa trộn bánh tráng trộn, hôm nay tráng trộn cơm. Rất là chuyên nghiệp. Wow, màu cam màu xanh đẹp quá vậy. Dẫn sạch sẽ nha. Tiếp theo mình sẽ chọn cái gì vô nè. Ok, chả lụa vô. Wow. Ôi, có mấy cái cây này nãy nè. Vô lại đây. Cái cây này sắc gì ta Vi hả? Anh định sắc cây này. Đẹp sữa tiếp theo. Trời ơi, rải ra, rải đều ra. Trời ơi trời. Cái nồi cơm trộn dương châu khủng rồi, tôi nhìn tôi chóng mặt rồi đó. Nãy tôi nấu cơm hả? Ờ, tôi nấu cho heo ăn hay gì mà nấu quá trời vậy tôi. Thì nấu cho 5 con heo đi. Anh Đức, cho em xin lỗi, em đang beo bao tay. Anh giúp em đi. Bà hoài mua cá chiên. Để bây giờ bỏ trứng vô. Wow. Cho mình tấn chiên nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, có anh định trộn quá. Sao này hôm nay em trộn mỗi tay quá vậy? Hôm nay chát quá vậy? Hôm bữa cho anh định trộn bánh tráng thì nó nhẹ nhàng. Hôm nay anh định trộn cái thao cơm này phê dữ. Bây giờ mình múc chén thử đi. Bây giờ Vi sẽ múc cho anh em mình nha. Mỗi người một chén. Rồi, rồi. Mày một chén luôn á. Đầu bếp múc cho đầu bếp chưa? Trời. Cái gì vậy? Xin cảm ơn. Thôi cười. Gán ăn nha. Đây là bữa cơm cuối cùng của mày á. Trước khi mày rời xa khỏi trần thế này. Là sắp chết. Cái gì vậy? Mày quậy quá mà. Sao làm gì đâu. Shit. Rửa cơm từ bạc cuối cùng. Đúng rồi. Ừ, mà bữa cơm cuối cùng của mấy tử tù là nó khó ăn lắm. Nó ăn mà nó ăn không sạch. Là nó đang nói mày á. Trời ơi, ngon quá à. Ngon quá. Trời. Cái gì? Cái này của ai? Của em. Trời ơi, em ăn dữ vậy hả? Thì nhớ bỏ biết tình nào. Chị Bi ăn thích trâu bò ghê chứ. Sức chị Bi là quật ngã một con bò luôn nha. Nhưng mà con chó thì không được. Đó, con chó đang nằm thôi. Đó, con chó. Mùi cha tương gà. Sạch miếng lên. Trời ơi. Bỏ miếng tương ớt.
ớt vô nè. Trời ơi, ngon quá. Wow. Quá trời ngon luôn. Bỏ trộn lên. Rồi, trộn lên. Rồi, quất miếng nè, quất miếng nè. Để miếng trứng vô. Trời ơi. Ngon quá mẹ ơi. Quất gạo này là gạo lão ấy ra mua gạo Thái Lan lão xịn luôn á nha. Yeah. Lão mà kỳ này đi về quê lên lão thấy hết gạo rồi. Đúng rồi, trong quê. Anh này lại bây giờ cũng tôi hết. Tại vì lão ấy ra có mối thâm thù với mày mà. Không gì đâu. Thì tao phải đổ tất cả tội lỗi vô đầu mày thôi. Đó. Từ thôi mắc nghẹn ngay bây giờ. What the fuck. Ừ. Ôi. Ngon sao? Cái này là có trứng nè, gặp xưởng. À, ăn cắn cái nào là ra gì lấy đem rồi. Rất là ngon. Có thơm nữa, sao mùi nhang á, tự ăn chùa à. Bây giờ tới đường review của anh đầu bếp nha. Ủa, anh đầu bếp cái này rồi, quên ảnh ngồi trên đây mà. Ui. Món ăn này ngon không thể thiếu, đó là nhờ công anh Định sắp ra những cái hạt lựu cho chúng ta. Anh em có để không? Anh Định mới cắt tóc à. Đó, nhìn ảnh giống như con sứa biển. Đó, nhìn nhìn cái ổ gà. Oh shit. Cái này rất là đẹp. Anh mày ơi. Cởi bao tay ra, ăn mà đeo bao tay nữa. Có cần phải đeo gì mà biết không? Có cần không? Không, không, không. Không thấy nghe. Trời ơi, bao ai bỏ sẽ tới phần review của chị VV. Bây giờ mình sẽ đổ nước tương vô. Trời ở đây là ai có ăn cũng cái chén cho nhỏ hết trơn nè. Có tôi cũng ăn cái chén xíu rồi, có mình bả chơi với cái tô bụi trà. Bả luôn. Cái gì? Người ta thật thẳng vô luôn. Còn bả múc cái nước là bả chế vô. Chúng ta điệu, điệu chảy nước. Vậy cho nhẹ cái gì? Ừ. Cười. Giờ tới trưa rồi. Ngon hả? Chị giống như là sushi vậy. Ăn giống như vậy sushi á. Tôi thấy có hai món ngon nhất là bánh ké, là cái này là tuyệt vời. Với anh Đức, bữa nào mà làm sushi khủng đồ. Chắc tao bỏ mày vô tao cuộn mày luôn quá. Có lý gì ta. Ok luôn. Clip tiếp theo làm sushi khủng đồ luôn. Nãy giờ đi hết tất cả các vòng, bây giờ mới tới lượt tôi ăn nè. Anh em nào mà giống tôi á, comment bên dưới nha. Tôi là khoái nhất ăn lạp xưởng. Giống em. Ai mà thích ăn lạp xưởng giúp tôi comment dưới. Tôi là tôi cực kỳ khoái lạp xưởng luôn. Trời ơi, cái trái lựu á, với cái lạp xưởng, với trứng, nó hòa quyện lại với nhau. Trời ngon, ta nói nó ngon. Nít luôn. Mày mấy chén rồi? Hai chén. Mày, hai chén luôn. Có ba không? Chắc có. Còn quê ông này. Ăn không hết cái tô này là trưa nay rửa chén nghe. Cái gì vậy? Chị mày hút chén sao vậy? Xin lỗi. Chỗ này có đô la, mày phải hạn chế mình chứ. Nguy hiểm quá. Quá trời ngon anh em ơi. Ủa, anh Định đến ăn vét rồi. Đó, quá trời luôn. Lạp xưởng nè, trứng nè, chảo lụa nè. Wow. Wow. Chụp đây. Cái mũ này là đỉnh cao luôn á. Trời ơi. Yeah. Cảm giác anh. What's up Yudu, what's up Yudu. Trời ơi, ngon quá. Cảm giác, cái bày đây giá. Nó hòa quyện trong cái trứng. Ừ. Nó chảy nước miếng giòn tan trong cái nhạc lên. Cái lạp xưởng này cái nổ luôn. Trộn rau củ quả. Thêm miếng chả lụa. Nó hòa quyện chung với nước miếng của em nữa làm nên chị ngọt. Mà là em. Cắn nấu ra đây. Thôi, để mang cay quá ta. Cảm giác là nó tan chảy. Nước lòng người luôn. Thôi chịu hết nổi rồi, tôi phải ăn hết rồi. Ok anh em, vậy là clip hôm nay team tụi tôi đã hoàn thành xong thao tôm trộn khủng lồ đó. Rất là ngon luôn. Nhưng mà bây giờ cơm nhiều quá, ăn đâu hết đâu. Tôi sẽ đem qua cho mấy thợ hồ kế bên nhà luôn. Ok. Hết rồi đi. Shit. Lấy đi hết trơn luôn mày. Nãy em kêu bỏ cái tô này đi là được rồi. Biết vậy thì mỗi thằng một tô đi. Nhân rồi. Nãy giờ đang ăn ngon lành, ông giờ ông lấy cái thằng mất tiêu luôn rồi. Ừ. Bây giờ làm tụi tôi hèm hát thế bà luôn. Đúng rồi, mời tụi mình ăn chơi xong đem cho phụ hồ bên kia. Thôi bây giờ thì tôi phải kết thúc video này để tìm lại cái thau cho khủng lồ này ăn mới được. Còn không qua bên hồ tao bị chơi hết nữa tao. Bây giờ tụi tôi đi qua hồ ăn. Bye bye anh em nha, hẹn